Đây chương trình truyền hình của gia đình Võ Bị, Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Văn Anh xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN và đại gia đình Võ Bị. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần sinh hoạt trong tháng của gia đình Võ Bị, Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận như sau. Thứ nhất, đêm Lâm Viên năm 2010. Trong phiên họp định kỳ ngày 24 tháng 10 năm 2009 tại tư gia của cựu sinh viên sĩ quan Võ Nhẫn, sau phần báo cáo thường lệ đến phần bầu trưởng ban tổ chức đêm Lâm Viên năm 2010, cựu sinh viên sĩ quan Lưu Đức Từ, xuất thân khóa 25, đã tình nguyện nhận trách nhiệm trưởng ban tổ chức đêm Lâm Viên năm 2010, được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 13 tháng 3 năm tới tại nhà hàng Thần Tài. Được biết, cựu sinh viên sĩ quan Lưu Đức Từ là một đại đội trưởng xuất sắc của tiểu đoàn 3 trong đoàn 9, sư đoàn 5 bộ binh trong trận tái kiếm căn cứ hỏa lực 82 năm 1974. Thiếu tá Đỗng Duy Hùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, đã nhận xét về vị đại đội trưởng này như sau. Sĩ quan trẻ, năng động, nhạy bén, quả cảm, ứng biến nhanh trong mọi hoàn cảnh của trận địa. Ngoài ra, cựu sinh viên sĩ quan Lưu Đức Từ còn là một ca sĩ của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Chúng tôi mong gia đình Võ Bị, Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận yểm trợ tối đa trưởng ban tổ chức Lưu Đức Từ để đêm Lâm Viên đạt được kết quả mỹ mãn. Kế tiếp là tin về chương trình thăm viếng. Chủ nhật hàng tuần, Ban chấp hành gia đình Võ Bị, Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận có tổ chức thăm viếng các cựu sinh viên xuất thân từ trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam đang điều trị tại các bệnh viện hoặc nursing home. Ban chấp hành mong sự tham gia, hữu ứng của gia đình Võ Bị để an ủi những cựu sinh viên đang điều trị. Xin tập trung tại nhà hội trưởng Võ Nhẫn trước 9 giờ sáng. Và kính thưa quý vị, phần sinh hoạt trong tháng của gia đình Võ Bị, Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận đến đây xin tạm ngưng. Xin mời quý vị theo dõi phần thời sự của chúng tôi với Lữ Anh Thư và Trần Quang Duật trong chủ đề Mùa Từ Thiện, Người Việt Tị Nạn, Cộng sản và Việt Kiều. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi phần sinh hoạt trong tháng của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận với Vân Anh. Sau đây, trong mùa lễ lớn tại Hoa Kỳ, chúng tôi cùng Lữ Anh Thư bàn về mùa từ thiện. Xin mời cháu. Xin kính chào quý khán giả của đài và xin chào chú. Thưa chú nhắc tới chữ mùa từ thiện là cháu nghĩ ngay đến một cái chính sách vắt sữa bò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta ở hải ngoại này. Tại sao cháu dùng cái đó là một cái chính sách? Là vì thưa chú, cháu nhớ ngay những ngày đầu tiên khi chúng ta tha hương thì mỗi một đồng mình làm được mình đều chắc kêu để gửi về giúp thân nhân bên nhà lúc đó đang khốn khó dưới gông cùm của Cộng sản. Thì Cộng sản nhìn thấy một cái đó như là đây là một cái cứu cánh cho họ. Là vì trong suốt một thập niên 80, nửa thập niên 70 và cho đến khoảng 90, họ rất là kiệt quệ. Chính họ trên một số báo, họ nói rằng cái tập thể người Việt ở hải ngoại này nó đông hơn dân số của tỉnh Thanh Hóa và họ có một cái không những là cái chất xám, một cái nguyên liệu về chất xám, mà họ có một cái gia tài về kinh tế kích xù mà cần phải được khai thác. Và vì thế sau đó thì toàn là những cái chính sách kêu gọi chúng ta gửi về tiếp cứu cho thân nhân rồi mở cửa để đón chào chúng ta trở về là để làm gì? Để mà moi tiền. Chỉ có một cái cách đó thôi. Và rồi bây giờ chú thấy đó, rồi cứ gửi sang những ông sư, những ông cha quốc doanh để tìm cách để mà xây chùa, xây nhà thờ, xây trường học, cứu trợ. Tất cả những cái công tác đó, đó là hoàn toàn do người Việt hải ngoại của chúng ta làm, trong khi Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam chỉ vơ vét, chỉ cướp bóc của người ta mà không hề có một cái trách nhiệm nào hết. Thì thành ra đối với cháu nhìn đó, đây là một cái chính sách. Họ làm như thế này với ít nhất cháu thấy có hai mục tiêu. Thứ nhất là nó làm kiệt quệ cái khả năng tài chính của chúng ta để mà duy trì cái công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ Cộng sản. Và thứ hai là nó tạo cái sự phân hóa trong hàng ngũ. Là tại vì có những người vì gia đình họ phải về thăm hoặc là họ phải cứu, thì cũng có những người khác, chính cháu đây, cháu cũng có những ý cháu chống lại là tại vì cháu không muốn viện trợ vô điều kiện cho một cái chế độ phi nhân. Chú thấy ở trong báo trong nước, Việt Cộng nó phân vùng như thế này, đói và sắp đói. Thì chú mới nghĩ thêm một cái là còn một giai cấp nữa là giàu và giàu hơn. Nhưng mà tuy nhiên có một giai cấp mà chúng ta phải chú trọng nhiều nhất là chết và sắp chết. Thì cháu hiểu cái giai cấp chết và sắp chết là ai?
là thương binh và quả phụ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành thử ra nếu khi mình làm từ thiện, chỉ cho thấy ngay là cái vụ xe lăn về phát cho thương binh của hai miền, nhưng mà thương binh Việt Nam Cộng Hòa được bao nhiêu, được đếm trên đầu ngón tay. Hay chỉ cho thương binh cưỡi lên cái xe, ngồi lên cái xe chụp ảnh để đuổi người ta về, không cho xe. Thì cháu nghĩ như thế nào như vậy? Thưa chú, cháu trong cái thời gian sinh hoạt với Tổng đoàn Thanh thiếu niên Ta Hiểu, cháu biết rõ về những cái vấn đề này. Và tại vì cháu đã từng nói chuyện với Thượng nghị sĩ Jim Webb về cái chính sách là chính Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam cho đến ngày hôm nay là trên 50 triệu đồng để mà cứu giúp cho thương bệnh binh hai miền. Nhưng mà cái đồng tiền đó không hề về đến tay bất cứ một người thương binh nào của Việt Nam Cộng Hòa. Và kể cả một số thương binh của Bắc Việt, họ cũng nói là họ cũng chẳng có thấy đồng nào hết. Là tất cả những đồng tiền đó vào túi của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thành ra mới có những cái tên công an, trưởng phường công an mà gia tài hàng bạc triệu đô la. Thưa chú, và cháu thấy có một điều như thế này, có rất nhiều tổ chức từ thiện từ Việt Nam sang đây quyên tiền của chúng ta. Nhưng mà họ quyên tiền mà đặt điều kiện, cháu chưa bao giờ thấy một người đi ăn xin mà lại đặt điều kiện là không đứng dưới cờ vàng ba sọc đỏ hay thế này thế kia. Đối với những người đó, cháu muốn nhắn gửi một lời là như thế này. Những cái tai họa mà đang xảy ra cho dân tộc Việt Nam là do Đảng Cộng sản tạo ra. Nếu họ sang đây và họ đặt điều kiện với chúng ta thì họ nên ở lại Việt Nam để mà xin đồng tiền của những cái tên đảng viên Cộng sản mà đã bóc lột hút máu đồng bào từ bấy lâu nay. Chứ đừng sang đây để mà xin tiền chúng ta rồi lại còn đặt điều kiện thế này thế nọ. Họ là người đi xin, họ không có cái quyền đặt một cái điều kiện nào hết. Và điều thứ nhất, cháu muốn xin thưa với quý khán giả và toàn thể đồng bào hãy suy nghĩ một vấn đề là chúng ta là những người Việt Nam, trong cái truyền thống của chúng ta là truyền thống nhân đạo, luôn luôn cứu giúp người. Nhưng mình không thể cứu, mình chỉ cứu khó chứ mình không thể cứu nghèo, và mình không thể tiếp tục viện trợ cho Việt Nam vô điều kiện. Ngay cả Nhật, ngay cả Hoa Kỳ, ngay cả những nước khác, khi họ viện trợ cho Việt Nam một đồng, họ đặt điều kiện. Chúng ta đi về xây trường học, xây nhà thương, xây tất cả những cái mà bổn phận của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam phải làm, mà chúng ta không hề đặt một điều kiện. Cháu xin nói thế này, tất cả những mùa bão lụt này, nếu cháu thấy Đảng Cộng sản Việt Nam bỏ ra một đồng để cứu dân, cứu nước, thì lúc đó chúng ta hãy cho lại một đồng matching fund, chứ không có cái kiểu mà đem về cho vô điều kiện. Năm 1978, Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Việt Cộng, ông ta có nói tại Pháp là cái tập thể mà bỏ nước ra đi là đĩ điếm, đầu trộm, đôi cướp. Thì bây giờ cũng cái bộ mặt của Việt Cộng bây giờ ở Hà Nội thì kêu chúng ta là Việt Kiều, khúc ruột ngàn dặm. Mục đích của nó làm gì? Chắc cháu hiểu, để móc tiền của người Việt hải ngoại. Năm 2008, cộng đồng người Việt ở hải ngoại gửi về trong nước 7 tỷ 2 đô la. Không hiểu nó làm gì với cái số tiền đó. Cháu nghĩ như thế nào với cái số tiền lớn nào như vậy? Thưa chú, để cháu xin góp ý với chú về cái câu chú vừa nói là nó gọi mình là khúc ruột ngàn dặm. Thưa chú, ruột ở đây đồng tiền nó nối liền khúc ruột. Sở dĩ mà nó gọi mình là đúc ruột ngàn dặm là tại vì mình có tiền, chứ nếu mình không có tiền thì mình chỉ là những cái thành phần mà nó đã chửi bới những ngày mà khi Việt Nam mới rơi vào tay Cộng sản. Và thưa chú, cháu muốn thưa với đây với chú và với quý khán giả một điều là cháu chỉ kể một cái chuyện thí dụ như năm vừa rồi đây, cái Cộng sản đã ra một cái điều lệ mới, tức như là mỗi lần mình gửi tiền về phải gửi 10% cái số tiền mình gửi để nó gọi là tiền nó đổi tiền, tiền hối đoái. Thật sự vì sao nó có cái chuyện đó là vì khi 100 đô la mình đưa ở đây thì nó vào cái chương mục của những thằng Cộng sản chóp bu ở đây nó lấy tiền và nó in ra tiền Việt Nam trong nước nó đưa, chứ nó có phải đổi cái gì đâu. Nhưng mà cái chuyện xảy ra là chính cháu chính mắt thấy một cái tiệm gửi tiền ở đây, 10 người vào, hết 9 người họ rút tiền họ đi về. Chỉ một ngày hôm sau nó phải đổi lại, nó không cái chính sách đó, nó không áp dụng cho Việt Kiều. Thưa chú, vì như thế nào? Là tại vì nếu mà mình không gửi tiền thì nó chết. Thành ra cháu chỉ xin đặt đây với quý khán giả một cái câu hỏi. Trong 7 tỷ, 8 tỷ đô la mà mình viện trợ vô điều kiện về Việt Nam mỗi năm cho thân nhân, nếu mình chỉ gửi vừa đủ để giúp người thân nhân của mình sống sót thay vì gửi tiền để cho họ ăn chơi, thì mình thử nghĩ xem một nửa cái số tiền đó đã làm cho Đảng Cộng sản nó chết rồi, chứ đừng có nói tới...